Thực hiện cuộc vận động, cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Đến nay, trên địa bàn thành phố Đà Lạt, Hội cựu chiến binh các cấp đã phối hợp với các đoàn thể, thành lập trên 350 tổ tự quản, đảm bảo an ninh trật tự. Qua đó đã phát hiện, đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng kịp thời giải quyết, xử lý nhiều vụ việc phức tạp. Trong đó nhiều tổ có 100% hội viên cựu chiến binh tham gia cùng với các lực lượng khu vực như công an, đoàn thanh niên, dân quân tự vệ, thường xuyên tổ chức tuần tra, chấn chỉnh những sai phạm. Đặc biệt tại địa bàn trung tâm, nơi tập trung nhiều cơ sở kinh doanh, nhà hàng, khách sạn, địa bàn có sinh viên và lao động tạm trú, khách du lịch lưu trú. Công tác tuần tra, kiểm tra được tăng cường. Qua đó đã phát hiện, đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng kịp thời giải quyết, xử lý nhiều vụ việc phức tạp. Điển hình như mô hình 1+1, 1+2, 1+3, tức là mỗi hội viên cựu chiến binh của phường, xã tham gia vận động từ 1 đến 3 hội dân liền kề về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông. Mô hình ngày chủ nhật xanh đã có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Bằng tinh thần của người lính, những cựu chiến binh các địa phương đã khắc phục khó khăn, đồng hành cùng với các lực lượng khác, làm cho hình ảnh phố phường Đà Lạt ngày càng đẹp và thân thiện hơn. Hơn 17 năm nấu rượu tự phát, chị Hương cho rằng rượu của gia đình nấu ra cực ngon, an toàn và được người dùng ưa chuộng. Căn nhà này là điểm ngâm, ủ, lên men, đồng thời là nơi nấu, cất, giữ rượu.